Alo alo 1 2 3 4. Xin chào tất cả các bạn, mình là Snoopy đây. Thì cũng một tuần rồi mình mới gặp lại nhau. Lần trước mình có làm cái clip về cái figure. Thì làm cái clip về figure cho mọi người coi, nhưng mà hình như là mọi người thực sự là không thích. Hoặc là dạo này sự trở lại mạnh mẽ của một vài kênh YouTube nổi tiếng như là cái Benjamin hay là Sneaker hay là Hunding đã hoạt động trở lại, thì bắt đầu có vẻ hút mọi người coi nhiều hơn là vào kênh của mình. Thì thực chất thì kênh của mình cũng chả có cái gì, nó thật ra là đéo có cái mẹ gì, chỉ là mình muốn nói cái suy nghĩ của bản thân về các cái dòng giày hiện nay, các những cái đôi giày mình góp được, sau đó là một vài cái chia sẻ nhỏ nhỏ của mình về cuộc sống ở bên Nhật vậy thôi. Thì mình nghĩ là để mà so sánh mặt bằng chung ấy, thì thật sự là kênh YouTube của mình không có cái gì cả. Nhưng mà nói như thế không có nghĩa là mình không làm YouTube nữa. Mà nói về sao nhỉ, mình kênh YouTube của mình thì mình làm để thứ nhất là mình thỏa mãn chính mình đã. Thứ hai thì mình tin tưởng là ở ngoài kia vẫn có nhiều người, vẫn có các bạn luôn luôn ủng hộ mình. Nhưng người nói là tại sao anh không thay đổi đi, anh thay đổi thì chắc chắn là kênh YouTube của anh nó sẽ phát triển hơn. Mình suy nghĩ như này thôi. Mình đã tốn rất nhiều thời gian để tìm cho mình một cái lối đi riêng. Bởi vì như các bạn đã biết thì YouTube hiện nay thì nó rất là rộng, nó rất là mở, và ai cũng có thể làm YouTube, kể cả một cậu bé. Mình muốn hướng cái kênh YouTube của mình theo một cái con đường khác. Đây thì mình muốn chia sẻ những cái quan điểm của mình về những cái sự vật xung quanh mình thôi. Tất nhiên là có những cái mà mọi người đồng ý và có những cái mọi người không đồng ý, thì đó là điều đương nhiên. Đó là một vài chia sẻ về đầu clip của mình. Thì hôm nay mình sẽ không review về bất cứ một cái gì cả, chỉ làm cái clip này để nói chuyện với mọi người thôi. Mình đã có dự định là cuối tháng 3 này mình sẽ về Việt Nam thăm gia đình, nên là mình sẽ dừng lại các cái hoạt động như cóp giày cũng như là hoạt động vui chơi gì đó. Mình sẽ tập trung đi làm để tiết kiệm tiền đi về. Vì như đã nói ở những cái lần livestream trước, thì đó là để mà về Việt Nam ấy thì mình cần chuẩn bị rất là nhiều thứ. Vì mình là về giữa, mình về là cuối tháng 3 và quay trở lại vào đầu tháng 4, nên là mình phải chuẩn bị tiền nhà cho cả 2 tháng, tiền điện thoại và mọi thứ gần như là đều nhân đôi lên. Và trong cái khoảng thời gian 1 tháng, khoảng 2 tuần, trong cái khoảng thời gian 2 tuần đó mình trở về Việt Nam thì mình sẽ nghỉ ngơi, và khi quay lại Nhật thì cái số tiền lương ít ỏi còn lại nó sẽ dư ra để mình có thể đủ để ăn tiêu thôi, chứ không đủ để mà mua cái gì cả. Nên là đại khái là cuối tháng 3 và đầu tháng 4 mình sẽ không có một cái clip review thêm một cái gì cả. Mình vẫn sẽ cố trong khả năng của mình sẽ cóp lấy một đôi Yeezy, bởi vì tháng 3 này là tháng mà release rất là nhiều màu phối Yeezy mà mình coi là đẹp. Thì nhiều bạn có nhắn tin hỏi là anh ơi, tại sao anh không làm review về đôi Yeezy 750 Shad phiên bản muối. Mình đánh giá cái phiên bản đó là một phiên bản khá là đẹp và dễ phối đồ, nhưng mình không thấy được sự khác biệt nào lớn cũng như là nổi trội ở cái đôi đó cả. Vì mình nhìn đi nhìn lại, nhìn rất là nhiều lần rồi thì mình vẫn thấy nó giống đôi Yeezy muối 500, và nó không toát được cái vẻ nào gọi là một đôi Yeezy 700 cả. Và cái thiết kế lần này của đôi 700 muối ấy thì mình nói thật sự là nó bị đồng bộ hóa với những cái đôi giày gắn mác Dead Shoe của các cái hãng đối thủ. Ví dụ như khi mà bạn đi ở ngoài đường ấy, bạn có nhìn thấy đôi Yeezy 700 muối thì cũng không thể nào lập tức nhận ra đấy là đôi Yeezy 700 muối được, cho đến khi bạn phải đi lại gần, bạn phải ngắm thật kỹ thì bạn mới phát hiện ra đó là một đôi 700 muối. Thì mình đánh giá đó là một đôi khá là dễ phối đồ, nhưng để mà toát lên một cái vẻ đặc biệt, một cái vẻ gì đó riêng biệt của Yeezy 700 thì mình nghĩ là đôi màu muối đó nó không làm được cái điều đó. Mình nói thẳng ra là nó đéo có một cái gì đó gọi là chất xám ở trong cái đôi giày đấy cả. Mình có cảm tưởng như dạo gần đây thì Adidas đang hút quá nhiều máu từ cái dòng Yeezy, và nó release rất là nhiều. Thậm chí người ta chỉ mang cái form của đôi 700 mà thay một cái màu, như kiểu bỏ một phát màu muối nó vào, và chả, mình không thấy có một cái gì đó gọi là tư duy ở đây cả, sáng tạo ở đây cả. Nên là mình quyết định không bỏ tiền ra mua đôi Yeezy 700. Đó là cái lý do thứ nhất. Cái lý do thứ hai nữa mình vừa chia sẻ ở đầu clip, đó là mình về Việt Nam và mình không có tiền. Trong tương lai mình có tiền thì mình có cóp lại không, thì có lẽ là mình sẽ không cóp đôi đó, vì trong tương lai có rất nhiều màu phối nữa, có thể có rất nhiều màu phối nữa đẹp hơn. Mình nghĩ là trong tương lai, vào một ngày nào đó, nó sẽ restock số lượng lớn như đôi cream vừa rồi restock rất là nhiều luôn, bởi vì nó là một màu khá là cơ bản và ai cũng có thể đi cả. Mình nghĩ là trong tương lai nó sẽ restock đôi 700. Vì đây chỉ là dự đoán của mình thôi, nên là mình cũng không biết là trong tương lai nó có restock thật không.
tháng 3 này có những đôi gì nào được phát hành thì đôi đầu tiên phải kể tới đầu tháng 3, đó là phát hành ngày 9 tháng 3, đó là đôi Inertia, là đôi gì 700 V2 với một màu phối rất là lạ, mình tạm dịch gọi là màu mắm tôm, điểm một ít ớt tỏi. Mình đánh giá màu này khá là ok, đại khái là nó đã biết kiểu tô màu vào một chút chứ không để trắng một cục như là đôi muối kia. Mình cũng đã đăng ký raffle online ở một số nước châu Âu rồi, nhưng mà phần trăm chúng là rất là thấp vì nó phát hành vào đúng cái đợt mà mình không có tiền ấy, nên mình đành phải raffle đó ra để trả tiền sau thôi, chứ mình hiện tại thì mình không có tiền để trả luôn. Nếu mà may mắn thì mình sẽ có đôi đó để review cho các bạn, còn nếu mà không thì có lẽ là các bạn sẽ không nhìn thấy mình review đôi đó trên kênh của mình, vì tháng 3 này ra rất là nhiều đôi nên mình phải bắt buộc phải chọn cho mình một đôi đẹp nhất, thích nhất để mình mua. Giờ mình tính sơ cua thì nó cũng khá đấy. Tiếp đến là đôi Gelt Gigibot 700 V2 Gelt sẽ được phát hành vào ngày 16 tháng 3 năm 2019, và kèm với cái đôi 700 màu này thì nó sẽ là một cái quần với cái màu kiểu màu mận đỏ ấy. Từ cái phiên bản Static, nó mang Static V2 GG700 V2 nó mang lại cho mình cái cảm giác rất sướng mà mình chưa có cảm thấy được ở những cái đôi GG khác, nên là mình sẽ cân nhắc đi vay tiền để cóp cái đôi màu mận này. Mình thật sự rất là thích, thì mình gọi là màu mận bởi vì nó trông giống màu mận thôi, nhưng mà cái dịch nghĩa của cái từ Gelt tiếng Anh ấy thì nó sẽ được gọi là mã hóa. Mình cũng đéo hiểu Google Translate có dịch đúng không nữa, nên mình thấy mã hóa là con kẹp. Nhưng mà đại khái ở đây đó là màu phối này là một màu phối rất là đẹp. Mình nghĩ là các bạn nào mà đã mê cái dòng GG700 V2 thì nên cóp đôi đó. Và sắp tới cái dòng V2 này có rất là nhiều màu đẹp nữa cơ. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì dòng V2 giá thành của nó retail tại cửa hàng thôi đã rất là cao rồi. Đó là rớt vào khoảng 8 triệu tiền Việt, 4 man tiền Nhật và khoảng hơn 300 đô tiền Mỹ, đô la Mỹ. Nhiều bạn vẫn sẽ thắc mắc là tại sao cái mức giá retail ở các nước lại khác nhau như vậy, thì mình đã giải thích rồi, đó là tùy từng nước thì thuế nó cũng khác nhau, và tùy từng nước Adidas nó sẽ có những cái mức giá bán khác nhau. Và đang tồn tại những cái trường hợp mà cùng một cửa hàng Adidas ở các nước khác nhau nhưng lại bán với giá khác nhau thì hoàn toàn là có, chứ không phải là không. Vào cuối tháng 3 năm 2019 thì sẽ có một phiên bản tên là Clay của đôi GG350 V2 được phát hành. Thì màu mới của lần này thì sẽ được làm dựa trên phiên bản V2 Static, tức nghĩa là có một cái lằn trong suốt có thể nhìn ở bên trong ấy. Đấy đó, thì nó là một màu mới. Thì mình thấy màu này có màu đất, kiểu màu đất của châu Phi ấy, màu nó hơi nâu nâu. Giá đây là một màu phối không đẹp cho lắm. Thì bởi vì sao? Từ cái người da vàng của mình ấy, khi mà phối những cái màu như thế lên chân ấy thì nhìn vô hình chung làm cho da của mình nó bị đen lên ấy. Còn đối với những người nào da trắng ấy thì đeo đôi giày đó nó rất là hợp, vì nó sẽ làm nổi lên cái màu da của cái người da trắng ấy. Còn người Việt Nam mình chân da vàng đi đôi đó thì nhìn nó khá là tối ấy, nhìn nó khá là đen và nó không làm nổi bật được cái đôi giày lên. Đấy là theo suy nghĩ của mình nhá. Mình biết là ở Việt Nam có rất nhiều fashionista đỉnh, nên là dự là sẽ có những cái bộ outfit cực kỳ chuẩn và cực kỳ đỉnh đối với đôi giày đó. Ok, đó là những cái mẫu sắp tới ra của GG. Ngoài ra thì còn một màu nữa, nhưng mà nó là thuộc hàng tháng khác, thì mình sẽ để tháng khác mình làm clip. Bây giờ mà nói thì tháng khác sẽ không còn chủ đề để làm clip nữa, nên là mình sẽ chỉ nói đến 3 màu phối sẽ được phát hành vào tháng 3 thôi, của năm nay thôi. Đó, thì mình sẽ cố cóp được một trong 3 màu để có thể làm được cái clip review cho các bạn. Thì đây là mình nói thật là mình đã ở trong cái tình trạng là đi ra ngoài với không tiền, không một yên nào trong tay. Thì mình đã cố gắng hết sức để có thể có được một cái màu phối để mà review cho các bạn, nên là mong các bạn ủng hộ. Các bạn nào đéo ủng hộ thì nhiều bạn thì cũng nhắn tin cho mình bảo là anh ơi, tại sao mà GG dạo này nó release nhiều như vậy, nó không muốn tạo ra một cái thương hiệu nữa. Thì mình sẽ nói với các bạn đó là GG ấy, thì nó đã đi và nó đã làm một thương hiệu, nó đã trở thành một thương hiệu rất là lâu rồi. Và tại sao GG nó lại release nhiều như này thì các bạn có thể các bạn chưa nghe đôi Nike GG đúng không? Đó là khi mà Kanye West collab với cả Nike thì nó có cái mẫu Nike GG, và giá của nó ở cái thời điểm đó, cái đỉnh cao nhất ấy cũng phải rớt vào khoảng 4.000 đô. Và nó đã đưa cái đôi giày của Nike ấy, cái thời điểm đó trở thành một cái đôi giày mà có cái giá resale cao nhất trong lịch sử. Và vô hình chung làm cho cái dân resale ấy được lợi được rất là nhiều luôn. Nhưng mà Kanye West thì không thích điều đó. Kanye West thì muốn là GG phải dành cho mọi người, nên là đã từ bỏ Nike, bởi vì là Nike nó đã gò bó
cái sáng tạo của ông Kanye West này, nó gò bó những cái ý tưởng và gò bó những cái hướng đi chính riêng của Kanye West, nên là ông đã rời bỏ Nike và quyết định đến Adidas. Nếu mà bạn nói là mình đang bốc phét thì các bạn có thể lên tweet của Kanye West và có thể tìm được độ khoảng mấy năm đổ lại đây, thì ông có viết là ta có thể làm được mọi thứ ở Adidas còn không thể làm những thứ đó ở Nike. Thì Kanye West bây giờ đã đang giữ đúng lời hứa của mình, đó là mang Yeezy đến cho tất cả mọi người. Cũng dễ hiểu thôi tại sao Kanye West lại muốn như thế, bởi vì ngày xưa Kanye West đã từng muốn là cái số lượng giày của Yeezy bán ra ấy, phải được nhiều hơn của Jordan bây giờ. Thì đó, hồi ngày xưa khi mà nghe cái câu đó thì mọi người nghĩ thằng này thằng điên, nhìn cái gì mà bây giờ mà ông ấy đang làm ấy, thì mình nghĩ là cái ước mơ của ông đấy có khi sắp thành hiện thực rồi. Và có một thông tin không chính thức thì cái đợt số lượng ra cực kỳ lớn của Yeezy trong cái đợt gần đây ấy, đã kéo cái doanh thu của Adidas trong năm 2018 lên tận 500%. Các bạn không nghe sai một tí nào đâu. Thì đó là theo một cái nguồn tin không chính thức mình đọc được ở một cái trang của nước ngoài. Mình cũng đã định chụp ảnh rồi nhưng mà mình tìm là không thấy. Mình cũng phải nói ở đây là theo một cái nguồn tin gì đấy không chính thức thôi, chứ còn theo một cái nguồn tin chính thức thì phải đưa dẫn chứng đúng không? Còn nếu mà nói mà kiểu không có chứng ấy thì kiểu gì cũng bị người ta chửi theo một cái gì đấy mà xàm lồn hay là cái gì đấy thì mình cũng không biết. Nhưng mà đây là một cái mà mình hay đọc ở trên mạng ấy, thì mình chia sẻ cho mọi người thôi. Ở cái tần suất ra càng ngày càng nhiều như vậy thì mình nghĩ là cái hợp đồng collab giữa Yeezy và Adidas đang ở mức gần kết thúc rồi, nên là Adidas sẽ làm mọi cách có thể để có thể hút máu được nhiều nhất từ những cái sáng tạo, từ những cái tiền hợp đồng khổng lồ bỏ ra cho Kanye West. Thì đó là một vài chia sẻ những gì mình biết về Yeezy và những mẫu Yeezy sắp phát hành vào tháng 3 tới. Có lẽ là clip thì chỉ có thể đến được thế này thôi, vì mình cũng chẳng biết nói cái gì nữa. Giày thì cũng không có mà đồ chơi cũng chẳng có. Tháng này mình đi làm sấp mặt lồn. Mình là Snoopy, răng đẻ. Đi.